Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải và xã Mồ Dề bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ con giống cho 15 hộ thoát nghèo năm 2021 tại bản Mồ Dề. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Mùa Trở Giá ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề là gia đình chính sách thuộc hộ nghèo khó khăn về nhà ở và huy động 500 ngày công của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mù Cang Chải và xã Mồ Dề tham gia xây dựng. Sau hơn 10 ngày thi công, ngôi nhà cấp 4 diện tích sử dụng 165m² đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cũng nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã huy động nguồn lực ủng hộ 15 hộ nghèo trên địa bàn xã Mồ Dề với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Trong đó có 9 hộ mua dê sinh sản, 4 hộ mua vật liệu xây, sửa chữa nhà cửa và 2 hộ thực hiện khai hoang ruộng, giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế từng bước thoát nghèo bền vững.